Vâng, em Dương Hải Dương xin chào thể các anh nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất đặc biệt, bên em lại vừa về được một cái mẫu xe Fortuner máy dầu nhé các bác nhé. Anh nhấn mạnh với các bác là Fortuner máy dầu. Con này thì của bên em thì được sản xuất năm 2011. Đấy, tư nhân. Bác nào có quan tâm đến cái mẫu xe Fortuner máy dầu này thì alo cho em này. Mẫu xe này thì hiện tại thì bên salon của bên em đang bán mức giá là 520 triệu. Thì xe này hiện tại đang nằm trong cơ sở 2 của bên em ở 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đường 1 chỉ có khoảng 500 m thôi. Đấy các bác nhá. Nhưng cách đường 1 chỉ có khoảng 500 m ngay ngã tư Vườn Nài, các bác có thể đến ngã tư Vườn Nài em ra em đón, rất là gần rồi. Đấy, một cái mẫu xe Fortuner máy dầu sản xuất năm 2011. Một cái phiên bản rất là tiết kiệm nhiên liệu này với cái giá tiền là 520 triệu. Đấy, với những cái mẫu xe của bên em đang bán thì giây phút đầu tiên là phải giới thiệu cho các bác về phần giá cả xe, đời xe cũng như là thông tin chi tiết để cho các bác cập nhật được. Đấy, để bác nào ví dụ như cần những cái mẫu xe nào ưng đúng chân thì có giá cả rồi, có thông tin của xe rồi thì các bác đỡ mất thời gian gọi, ví dụ hỏi con xe này bao nhiêu tiền, con này đời bao nhiêu chú, thì nó rất là mất thời gian của cả các bác lẫn của em. Đấy, vì vậy thì các bác nào thấy cái kênh của em là ok về cách giới thiệu xe thì các bác cho em xin một lượt đăng ký nhé. Đấy, vì về cái mẫu xe Fortuner máy dầu 2011 này em quay chi tiết cho các bác này. Xe thì vừa về bên em thì em cũng chưa kịp rửa cơ. Đấy, vừa về vừa mua của chủ, vừa cập bến xong. Đấy, thì em quay cho các bác luôn. Thì giới thiệu cho các bác là cái mẫu xe này là 4 quả lốp còn mới nhé. Chủ xe cũng mới thay được một thời gian rất là ngắn thôi. Đấy, xe thì không có đâm vang gập nước gì. Máy gầm thì đại chất luôn các bác nhé. Máy dầu thì các bác yên tâm một điều là nó là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đấy, đối với dòng xe máy dầu là Fortuner máy dầu nó là đỉnh rồi. Đấy, bỏ số tiền là 520 triệu thôi. Một cái mẫu xe form dáng khá đẹp và đời cũng khá là cao. Đấy, đời 2011 cơ các bác nhé. Đây ạ, Fortuner đây. Form dáng đẹp nhé. Về thì em chưa kịp rửa các bác nhé. Nhưng mà xe mộc như này thôi thì em chỉ rửa nước nã đi này, em bán cho các bác được thôi. Xe rất là đẹp. Đấy, bác nào ưng thì alo sớm cho em để chốt được cái mẫu xe này này. Đấy, Fortuner đời 2011. Máy dầu. Đấy, số sàn. Đấy, cái dòng số sàn này thì tức tức các bác biết là mức tiêu nhiên liệu của nó là quá ít rồi. Những cái dòng này là mức tiêu nhiên liệu của nó quá ít rồi. Đấy, vì vậy là mua cái mẫu xe này không lo về cái vấn đề là tiêu hao nhiên liệu, mà hơn nữa của dòng Toyota thì các bác yên tâm một điều là cũng không lo hỏng vặt nữa, chỉ đổ dầu là chạy thôi. Đấy, dầu tính bằng khoảng chậm 1.000 đồng, nhô được 1.000 đồng một cây, 1.000 đồng dưới 1.000 đồng một cây số thôi. Đấy, dòng Fortuner nó tiết kiệm cực kỳ luôn. Thân vỏ màu bạc rất là đẹp, màu này thì ai đi cũng được. Đấy, không phải kén màu, màu bạc thì ai đi cũng được, rất là đẹp thôi. Đấy, chúng ta chìa khóa đâu nhá. Đây, cái phần pha đèn của xe đây. Các bác nhìn đây, xe pha đèn bi đồng hoàng rất là sáng. Đấy, đây ạ. Đầu xe dòng Fortuner thì nói chung là cái dòng quá quen thuộc với các bác rồi. Có lựa chọn máy dầu và máy xăng thôi. Đấy, máy dầu và máy xăng thôi. Nên là các bác ví dụ ưng là ok, ví dụ chọn hai phiên bản máy dầu và máy xăng thì các bác đã biết thừa là cái vấn đề là form dáng của xe rồi, chức năng chi tiết của xe rồi, nên là cái vấn đề để giới thiệu về những option của cái dòng Fortuner này nó là theo em nghĩ là nó là dư thừa. Ai đã chơi dòng Toyota và đã tìm hiểu về Toyota thì đối với cái dòng Fortuner thì các bác nó là quá quen thuộc rồi. Đấy, với cái động cơ máy dầu đây, các bác nhìn đây ạ. Đấy, khoang máy rất sạch sẽ. Hơn nữa là đời 2011 xe tư nhân, đồng nghĩa là máy nó còn zin là cái chuyện bình thường các bác nhé. Máy zin nhé. Đấy, xe thì không có đâm vang gặp nước gì. Đã có mặt tại salon của bên em rồi, cơ sở 2, số 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đường 1 gần ngã tư Vườn Nài có 500 m thôi. Đấy, các bác đi qua rất là tiện, thuận tiện về giao thông. Đấy, bọn em trước khi mua trước khi thuê địa điểm này đã chọn về cái vấn đề là giao thông để cho các bác thuận tiện nhất để đến cơ sở bên em giao lưu. Trước mắt là giao lưu hay là có thể là sau này đến mua xe. Đấy, xe thì bên em chưa rửa dọn gì cả, nhưng mà tổng thành xe thì rất là đẹp. Ghế thì còn ghế lỉ nguyên các bác nhé. Được trang bị một số sàn đây ạ. Trần thì chủ xe đã trần cái lớp ni lông này lên, cái trần nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ không bị bẩn, cáu bẩn nha các bác nhé. Được trang bị hai túi khí an toàn này. Dòng máy dầu thì nó là cái dòng đẳng cấp rồi, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ rồi. Với mẫu xe 7 chỗ ngồi thì các bác nhìn này, em vừa mua được về, đồ đạc của chủ xe còn nguyên si, cũng chưa kịp dọn nha các bác nhé. Nói chung là cũng chưa kịp dọn thì cái này tí nữa em sẽ cho đi rửa dọn nội thất đi cho. Đấy, bác nào ưng có thể là đến xem trực tiếp luôn. Đấy, xong em cho đi rửa đi dọn. Ok, xong các bác có thể lấy luôn, cần em chỉnh chu cái gì em sẽ chỉnh chu cho các bác luôn cái mẫu xe này. Đấy, các bác nhìn đây ạ. Dòng 2 giờ
cửa gió điều hòa này, đấy các bác nhìn thấy ạ. Máy dầu chạy khá là ok luôn các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn đây, ghế nó còn ghế nỉ nguyên xe đấy, chưa bọc lại ghế da mà ghế nỉ rất sạch. Thì cái này các bác nào có nhu cầu về muốn bọc ghế da cũng được. Và cái dòng này thì các bác có mua về có thể hoàn toàn là kết hợp để chạy dịch vụ cũng được các bác nhé. Đấy, kết hợp để chạy dịch vụ cũng được, bởi vì cái dòng máy dầu nó là quá tiết kiệm nhiên liệu rồi, tiết kiệm hơn một con Innova thông thường rất là nhiều, nên là các bác mua về là có thể chạy dịch vụ được. Đấy, mà form dáng của Fortuner nó là đẳng cấp hơn rồi. Đấy, cái dòng này thì cũng chả có gì phải giới thiệu sâu cả. Trang bị hai dù khí an toàn, phanh ABS, đấy, trần lỉ, ghế nỉ theo xe, đấy, gương kính chỉnh điện, form dáng đẹp, mà của hơn nữa lại nó là của dòng Toyota. Đấy, dòng Toyota là cái dòng tiết kiệm nhất từ trước giờ các bác đã thực ra cũng đã biết thừa rồi. Lành máy, mua về là sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì cả các bác nhé, mua về là chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây, em quay cho các bác về cái phần form dáng bên ngoài xe lần nữa này. Nội thất thì khá là ok rồi. Đấy, chỉ cần các bác mua về là dọn rửa qua một chút thôi. Cái đấy em sẽ có trách nhiệm dọn rửa qua cho các bác một tí, bởi vì xe mới về đến nhà hay chưa dọn rửa thì đồng nghĩa là vẫn còn bẩn về thân vỏ. Nhưng mà cái này thì em sẽ có trách nhiệm dọn rửa cho các bác. Đấy, xe thì của bên em bán luôn luôn, là kể cả xe đây, xe mộc quay cho các bác luôn. Tình trạng cũng không nhất thiết là phải dọn dẹp xong, bởi vì bên em đằng nào các bác ví dụ xe trường hợp đến các bác đến đằng nào yêu cầu dọn dẹp là em vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ cho các bác mà. Đấy, xe thì khá là ok các bác nhé. Đấy, máy dầu tiết kiệm nhiên liệu. Quay lại cho các bác về form dáng của xe lần nữa đây ạ. Đấy, Fortuner máy dầu 2011, đời cao rồi. Đấy, đây. Giá thành thì bên em đã giao bán công khai cho các bác là 520 triệu. Đấy, form dáng khá đẹp. Và ngoài ra bên em còn hai con Hyundai Telecan. Đấy, một con là 168 triệu và một con là 158 triệu. Các bác lựa con nào cũng được. Xe hiện tại có mặt tại cơ sở 2 của bên em rồi, số 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và vừa rồi em quay cho các bác về cái mẫu tổng thành xe, mẫu xe Fortuner máy dầu sản xuất năm 2011 các bác nhé. Với cái giá thành bên em đang bán là 520 triệu với giá công khai tại salon của bên em. Đấy, bác nào quan tâm đến những mẫu xe của bên em, đấy, thì chất lượng công khai giá cả luôn luôn công khai cho các bác luôn. Đấy, khá là ok. Đấy, bác nào ưng thì alo hoặc là đến trực tiếp để xem xe các bác nhé. Đấy, đấy, tổng thành xe trực tiếp, máy gầm thì đại chất luôn các bác nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.